Chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, thì hôm nay ở thành phố Sa Đéc là có tổ chức cái thi ẩm thực đường phố. Cái địa chỉ là cái đường nội bộ ở phía sau tượng Bác Hồ, thành phố Sa Đéc. Thì các bạn thấy đây là một cái không khí hết sức là náo nhiệt, rất là vui khi mọi người tấp nập đến đây để thưởng thức những cái món ăn như là thức uống rất là dân gian, đơn giản nhưng mà cũng rất là hấp dẫn. Mình quay tổng quan cho các bạn thấy cái không khí ở đây, nào là tiếng nhạc, lời ca, nào là những cái âm thanh của những cái gian hàng mà đang trao đổi với nhau. Đây nè, các bạn thấy không, rất là vui, người đi đến là tấp nập luôn đó. Cái diện tích ở đây cũng rất là rộng đó, nguyên một cái đoạn đường dài. Mỗi một quầy như về đây thì sẽ trang trí khác nhau, không có cái quầy nào mà trang trí giống quầy nào hết. Đây tổng quan cho các bạn xem nha, rất là vui luôn. Đây nè, các bạn thấy đó, từng cái quầy hàng sẽ có gọi là cái cách bố trí cũng như là cái cách bán hàng đều khác nhau. Đó, các bạn thấy rất là vui nha. Đây, như cái gian hàng này thấy là các bạn trẻ cũng đến đây để mua hàng ủng hộ đó, các bạn thấy không? Đó, rất là vui. Bây giờ thì bắt đầu bán rồi đó các bạn, để mình đi một vòng cho các bạn xem nha. Như cái gian hàng này có trang trí hoa lan nó rất là đẹp. Đây, bỏ thịt táo. Đó, ngũ sắc. Còn gian hàng này là quầy quê hương. Quê hương là chùm khế ngọt. Đây, chào các cô mặt non rất là duyên dáng. Đây, cô giáo này rất là xinh tươi nha. Cô cầm đồng có hiệu trưởng trường mầm non ở thành phố Sa Đéc, rất là duyên dáng. Đây, để hồi nữa có dịp mình đi ngang rồi mình muốn ủng hộ nha. Chào tạm biệt, mình quay chung cái cảnh ở đây. Đây là công đoàn cơ sở trường trung học cơ sở Lưu Văn Lan. Ôi, trường trung học cơ sở. Chào quý thầy cô. Quý thầy cô ngày xưa mình là đồng nghiệp ở trường Lưu Văn Lan này các bạn. Bây giờ mình về Võ Thị Sáu. Ôi, mình quay đây là cái gian hàng ẩm thực của Lưu Văn Lan rất là đẹp, rất là ngon ha. Đây, một màu đen rất là sang trọng phải không, quý phái. Rồi, chúc cho các cô bán thật đắt nha. Rồi, đây là khối nhà nước, cơ quan nhà nước. Ôi trời ơi, đây là anh bạn khối nhà nước của mình đây. Các bạn thấy ẩm thực ở đây rất là xịn sò ha, hấp dẫn quá chú Quốc ơi, hấp dẫn quá đồng chí Quốc ơi. Đây, chút xíu nữa các bạn ở nơi khác sẽ đến đây và ủng hộ các cái gian hàng này. Các bạn thấy mỗi một gian hàng đều có cái bày trí rất là đặc biệt, rất là riêng ha. Đây, có hai cái chiếc nón lá hai bên rất là xịn sò. Này, mình quay qua đây nha, trường trung học cơ sở Phan Khánh Đông. Chào cô Phượng, chào cô Loan. Đây, những đồng nghiệp rất là thân thương của mình. Ôi ôi, quá đẹp, quá thèm luôn rồi. Đây, để mình quay chậm cho các bạn xem nha, chút nữa mọi người tới ủng hộ trường trung học cơ sở Tân Khánh Đông nha. Đây, ôi ôi, hoa lan nè các bạn, rất là đẹp luôn. Hello quán, rất là đặc biệt ha, Tân Khánh Đông. Này, nhiều quá các bạn ơi, thôi mình quay sơ gì đây cho các bạn thấy được rồi ha. Chứ thật sự thì rất là nhiều chỗ, mà chỗ nào cũng đẹp hết á. Ở quầy ẩm thực Liên đoàn Lao động, công đoàn cơ sở trường trung học Tân Quy Đông. Này, ôi các cái món dân gian các cô đẹp.
ngồi trước quán rất là đẹp. Bánh này cũng rất là nhiều màu sắc này. Cảm ơn. Rồi. Đây, nước uống đây. Đây. Rồi. Rồi, chào cô. Vàng rực rỡ luôn. Rồi. Để mình quay cái bánh ở đây. Trời ơi. Thầy Nhật ơi. Mãi vô, mãi vô. Dân dã nhưng mà rất là ngon. Rồi, cảm ơn các con nha. Đây, giá thành. Đến ủng hộ Châu. Đây, ánh. Ánh Dương. Trời ơi, đẹp quá. Chữ đẹp anh quầy số 18 nha anh. Rồi, quầy số 18 rồi. Rồi, thôi mình quay chung gì đây ha.